và giá bán lẻ rơi vào 1.530.000 7 chỗ ngồi phiên bản tiêu chuẩn. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào trong bên trong. Vào bên trong gương chỉnh điện, gập điện. Nội thất này nhìn thật sang chảnh. Cửa mở là nó hiện ra, hiển thị ra đây luôn. Đóng nhá, đó, cửa mở này. Đóng cửa mở này là nó hiện lên trên xe luôn. Cửa mở, nghe đọc không? Nội thất này, cần con số này. Màn hình dài thì 10 mét. To, to hơn một găng tay. Phát là S-A-S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 -
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh, tá falando também, ó.